Hi, xin chào các bạn thân mến. Hôm nay mình với lại Tuấn sẽ quay lại đánh vào ROM cùng các bạn. Hello. Bây giờ hiện tình thế của chúng ta là gọi là phải nói là thắng như chẻ tre luôn. Đánh tới đâu là quét sạch quân thù tới đó. Kiểu như là không để cho bọn nó trở tay, không để cho tụi nó là hồi quân lại. Ông ơi, bây giờ tôi bảo Command. ông kéo toàn bộ lực lượng lên đánh thẳng vào Rome, chiếm Rome luôn đi, không cần phải lo mấy cái tỉnh kia đâu. Kéo toàn bộ lên luôn đi, Đây đánh nè, sọc vào Rome luôn đi. bây giờ tôi kéo hết lên luôn nè. Hannibal, nó sao Hannibal chưa tới? Hannibal còn đi bộ phía sau để Ai cho đi bộ ổng lên thuyền đi. ổng hành quân Stanford đi cho nhanh. Cho lên thuyền mà đi. Thuyền gì? Này, sao ông Không, cho lên thuyền nó thuyền phải đứng này? gác chứ. Ở cho nó đi Quân nó Stanford. hết rồi. Nó Stanford nó đi cũng nhanh lắm, không sao hết. Bây giờ nhá, ông chỉ việc tôi đánh vào Rome thôi, tôi sẽ đập tan cái quần đảo này, hậu phương của nó. Cái xong. Để xem mình coi mình mua thêm đạo lính nào, một đạo. Đang sọc thẳng luôn đấy. Đánh thẳng vào Tarasina đi cả. Kéo cả Cái đạo này cũng quân. rẻ. Đúng rồi, giờ mình chỉ cần chiếm ba cái chỗ này nữa thôi à. Chiếm một loạt ba thành phố là thôi, không cần phải care những cái thành phố khác nữa. Đánh nhanh luôn, đánh nhanh, thẳng nhanh luôn. Ta sẽ sửa sai cho Hannibal đúng không? Đây đây. Đúng rồi. Sửa sai cho Hannibal trong lịch sử. Phải chiếm sẵn cái Roma xong rồi nghênh đón Hannibal vào thành. Cả tôi á. Ok, hết lượt. Anh sai skill. Vẫn đang trên đường hành quân. Mời đi xem nào. Các bạn đang thấy hả? Hầu hết các lực lượng quân đội đang kéo âm âm vào Rome. Rome ơi, ta tới đây. Mấy tụi này nó ngu người luôn rồi, nó không biết, nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó vẫn còn đứng ở đây trong khi mình đã chiếm hết cái vành đai ở ngoài. Quá nắng lòng. Ôi. Nhà mình có một đội quân nữa nè. Bây giờ nha, tôi sẽ cho ông vay tiền để thuê một loạt thuê loạt quân này quân luôn. đánh thuê đúng không? Để đánh nhanh thắng nhanh luôn. Đúng I am rồi. thankful that I have Có your bao nhiêu ear tiền được hết đây? And hope that I can speak the right words to please you. 10.000. Kệ okay, đó, ngon. Giàu không? Quá giàu. Hơi bị giàu luôn. Mấy năm nay không có chiến tranh gì. Giờ đó là đủ thuê cả 10 vạn quân. Rồi, thuê toàn bộ lực lượng đánh thuê. Tan tụi nó ra nó mở đường máu rồi. Đâu đâu làm gì. Ô, bọn này điên rồi. Mở đường máu à. Bọn này bị điên rồi. Ôi dồi ôi, lại còn chuyện ấy chứ. Chết trời gì, mở đường máu à. Bị điên rồi bọn này. Hay là điên bọn nó hết đi rồi. Đang trên đường tẩu thoát đúng không? Vượt vượt biên. Chắc mở đường máu để trốn sang cái đảo kia đâu. Kiểu như vượt biên á. Ôi trời, tôi xăm xì luôn. Chết tụi mày rồi. Ôi, hôm nay trời rông bão cứ sâm si luôn. Có vẻ là trong lúc cuồng loạn Rome cũng không biết phải làm thế nào. Chưa kịp định thần là chuyện gì xảy ra. Các bạo chúa ở quê nhà đang tìm cách tẩu thoát sang nước ngoài. Hay luôn. Đi vượt đánh biên hết nào? Rồi. Đánh luôn. Sao chả thấy ai? Rồi húc chết nó. Chết cha luôn. Enemy reinforcements approaching. Mỗi tàu chúng ta sẽ có nhiệm vụ hút một chiếc tàu mình đó. Vâng, các bạn có thể thấy đội hình quân Rome náo loạn. Náo loạn kìa, đó. Không biết phải làm gì luôn kìa. Đang cúng cụm, co cụm lại. Nó đúng luôn á. Ba cái thuyền reinforcement nó là hết. Blitz. Tập trung diệt bọn ấy trước. Tại sao trong hạm đội của mình lại có cái thuyền nhìn đảo như thế này nhỉ? Thuyền thiên nghe nè.
quyền đánh thuê là lính thuê của ông. Ông thuê nhà thuê. Có mấy chiếc bỏ chạy nè. Quay đầu bỏ chạy. Ôi nhìn quân nó đúng náo loạn. Đúng náo loạn luôn á. Xem mình đội hình mình đội hình tấn công của bên mày. Âm lao tới đây. Thì thật. Điên hết rồi. Đụng nhau tùm lum hết rồi. Rồi đụng nhau nè. Đó tự đụng nhau luôn. Ưu tiên đụng cái thuyền này trước. Ôn. Our general is under attack. Tiếp. Đúng rồi. Binh. Chim. Chim. Chết bò. Chim. Boom boom. Attack! Assault ships. One of our ships is being boarded. Damn. Down. We are at your command. Thuyền nó đây, đâm cái thuyền của mình rồi. Nó đang bò lên thuyền tôi. Alhamun gives us strength. Im. Áp. Our men flee the field of battle. Hồi sát người la liền xuống biển. Đúng. Quân mình sẽ thắng trận này nhưng mà cũng có hơi có phần khá hao tổn. Tại vì quân trên này ít quá, nó ném lao sạn chết bao nhiêu. Ừ. Bất một đạo, hai đạo. Bất hai đạo. Kinh. Bất hai cái thuyền. Sao mà nó cho ngựa lên thuyền nữa ta. Đẩy. Đập luôn. Đập luôn dùng cái thuyền đấy, dùng cái thuyền đấy đập tan rồi đấy, xong rồi kéo bộ binh lên chiếm cái tỉnh đó luôn. Đúng rồi. Xong rồi lên nữa là tới Roma rồi đó. Đó. Chiếm được Roma là xong. Vẻ như là mình không kịp tham gia cái trận chiến lịch sử này. Trời. Góp phần không nhỏ chiến thắng của Hannibal luôn. À, hỗ trợ về kinh tế bằng bơm tiền. Bơm tiền như ôi giời, ở quê nhà mà nó thi nhau làm xin làm military alien cho tôi. Cả thằng Libya xin làm defensive alien hoặc một cách cả nước vào trái đất. Ở đâu chết đi rồi. Ủa, tướng mình bị chết hả ta? How can I serve? À, nó ám sát rồi. Kill the cowards. Không, tướng ngoài biển á. Sao chết được? Kỳ á. Tu. Hay bị bệnh. Trời. Trận này auto resolve mà ha. Bể 6 thuyền luôn. Hai. Yeah. Your next command, my lord. Hạm đội của mình hả, từ 19 20 chiếc giờ còn có 6 chiếc. Tại vì đánh qua nhiều trận quá rồi. Besieging settlement at your command. Lên Rome. Let them cower before our might. You chết chè. Yes. Imperium. Sao mấy cái thằng đạo sĩ vẫn đứng ở kia làm gì nhỉ? Không biết. Advance. Trong khi đánh đến tận Roma rồi, mấy anh vẫn truyền giáo ở đây. Roma không có ai luôn kìa. Vãi nồi, sao kỳ vậy?
Roma để chống một ông thủ cái thành ở trên núi cả. Thầy điên, chúng ta trên núi rồi. Ôi trời ơi. Cái này chứng tỏ cái sự bế tắc của quân Rome. Có 11 đạo gây tsunami gì nữa không sao? Và sao? Thời hết. Có bao nhiêu lần mình thời hết? Hannibal cũng không kịp tới luôn. Không đánh cái gì à? Hannibal đánh phải có mặt trong trận chiến lịch sử. Đây Hannibal không thèm tới luôn. Đấy. Không thèm thân chinh xuất trận toàn tướng là Hannibal đánh đâu. Quá trời quần kéo lên luôn. Đây, thấy là quân của Hannibal lên từ có bao nhiêu là kéo hết sơ đường này. Ok, vậy được. Bắt được, trong sau là xong rồi đó. Chiếm được Roma, nếu không cần có các tỉnh phía sau này sẽ nổi dậy. Public order âm vết tròn vào đất luôn. Thề luôn, chiếm âm 6, sau mà âm ông không mấy. Chiếm được Roma. Tương sau mà ông không chiếm Roma thì lịch sử sẽ lặp lại. Mà nó mà nổi dậy đánh ngược trở lên thì ông chết nhá. Oh. Anh thế bánh mì kẹp thịt. Rồi vậy trận chiến cuối cùng tôi làm gì đây, ai biết không hết đọc tiếp báo được, tham thú thủ đô ở đây làm nè à. Trong thủ đô đang bị dịch bệnh nè, bị mấy năm rồi chưa hết nữa, à không mấy tháng chứ. Ở trong đây nó tính theo tháng rồi. Ê, thuyền tôi cập cảng thành thủ đô mà nó không tới. Tới. Nois. Xem lại Objective sắp chiếm được rồi còn gì nữa. Ôi, lần này đây, lần đấu quyết định. Chúng ta đã có 4 full stack luôn. Lũ lượt kéo về đâu? Ê. Ê. Kìa. Kìa gì? A token. Ai nói không có quân đồng trú? Có một đạo kìa. Chết rồi. Aresser đánh lộn ở tỉnh ông có đánh nhau kìa. Chết rồi. Ở tỉnh ông có đánh nhau rồi tụi nó cắn trộm rồi. Cái này tại vì cái cái ấy của tôi bị tụt không ạ? Legion 2 ở Roma có một Legion 2 đóng đô đó. Ông ơi, cái politics của tôi bị tụt. Hả? Hay là bọn nó nội chiến quê nhà nội chiến rồi. Run, đúng rồi. Ôi trận này to ấy, trận đấu quyết định. Đây là 10 vạn quân rồi chứ. Nó vừa kéo từ con Nhung về kìa. Nó vừa kéo từ cái thành phố trên núi về. À. Xong. Bây giờ. For honor and great glory. Là phải chia thang ra mà đánh nè. Có 4 cái thang nè. Nhưng mà không có ấy à? Không có mài bật đá nè. Không, có nếu mà. Có mà. Có hả? Tấn một công. Chiếc kìa. Một unit kìa. Và 4 cánh đánh có. Lại 4 cánh cùng đánh luôn. Ui trời ơi. Bao nhiêu quân đây? Mình bao nhiêu quân đây? 2.000 cộng 7.000, 9.000, 6 à, gần 1 vạn quân. 1 vạn quân. Gần 10.000 quân. Bên kia có bao nhiêu? 3.800. Wow. Kinh quá.
đâu mà mình có cái lực lượng đông như vậy. Anh em chặn rồi. Cứ cho quân sĩ lao vào không cần phải sợ. Ông ấy party overnight. Thành party overnight. Nó tàn xét hết xong rồi hả? Kệ Hannibal. Gái gú rồi ra, đem ra hãm hiếp hết thưởng cho quân sĩ. Ừ, đúng rồi. Tại vì quân sĩ đã lâu rồi chinh chiến mấy năm không biết mùi đàn bà là gì. Ui gì cả, quân đánh từ bốn mặt luôn. Wow, trời ơi. Xong rồi đã dàn trận nè. Hannibal chứ. Hannibal thì khoan để tôi sắp xếp lại mấy cái thang này nè. Cái thang này phải bố trí ở chỗ khác làm cần ở cổng nào hả? Ở đây có hai cổng. Tôi đảm bảo là con Hannibal thì đang lục cọc laptop đi một mình tiếp từ dưới kia đi lên. Tôi đặt ở đây một cái thang nè. Rồi. Quân nó không đủ để chống đỡ tất cả các mặt đâu. Ta đâu có bốn mặt mà đánh thôi. Ok. Quân nó không đủ lực để chống hết mà. Nhưng mà cũng phải bố trí Quầy ông ơi. Quân nó có cái trường đua ngựa này to chưa à? Đâu? Ai? Trường đua ngựa hả? Nào? Đua ngựa hay là cái gì ấy? Thấy rồi. Phải. Không phải đua ngựa mà là... Đua ngựa đó. Đua ngựa đấy. Em thăm túi xem bọn này còn cái gì hay hay tối nay bạt tiêu phần hay hả? Được có mỗi một cái trường đua ngựa không ạ? Không có ấy nhỉ? Không có đấu sĩ à? Đấu sĩ hả? Kiếm thôi. Đang bận dàn quân này này. Còn nó không có võ sĩ giác đấu ạ. Rồi, bắt đầu. Cho cái bàn đá, đưa cái bàn đá tôi đi. Our reinforcements have arrived. Đưa mày bàn đá đây. Đó. Tôi cho ông đạo bên này luôn. Má ơi nhiều quá sao mình điều khiển hết ta. Ông phải điều khiển hai cánh chứ. Tôi điều khiển hai cánh. Còn mỗi thằng hai cánh. Ông phải điều khiển hai đạo chứ. Mỗi thằng hai cánh. Đó. Bên đây toàn horse không. Đâu còn một cánh ở đâu? Đó, cánh đó bên kia. Đưa cánh bên đây đây. Rồi. Được rồi à? Vẫn còn thiếu kìa, đạo voi chưa có rồi. Hình như là từ từ nó mới có hay sao á. Tại vì nhiều quá rồi nên nó không có tải hết được. Phải từ từ nó mới xong. Chết bớt nó mới cho nữa hay sao á. Ôi, cái đạo ở đây đánh vào đâu bây giờ? Đạo chúng mà đánh. Loyal Sons of Garbage. Ở đây à? Ôi nó phòng thủ hết rồi. Ngựa này có đốt thành được không ta? Ôi ông đánh vào cổng chính luôn à? Nó có cái cổng đẹp đẹp nhỉ? À. Cổng có cây cầu ở trước mặt nữa chứ. Ghê. À, không một bóng người luôn. Nãy giờ mình quên cho mấy con voi lên đây. Loyal Sons of Carthage. Malay infantry ready. Hoplites ready. Loyal Sons of Carthage. Our spears are yours. Ủa sao không có nhạc gì hết ta? Có mà. Balamus Fury. À, giờ mới bắt đầu nổi nhạc lên. Speed!
spears ready. Đây là cổng của ông Tốn. To anh à? To vãi. Thế mà không giật như cái trận ở biển nhỉ? À, trận ở biển là bị giật quá. Rõ ràng là hả do mạng á. Ê, mà sau chiến dịch này chúng ta sẽ chơi chiến dịch gì? Wrath of Spartan. Chơi mấy chiến dịch nhỏ chứ. Ừ. Spartan. Chắc khỏi chơi Grand Campaign quá nhỉ? Grand Campaign nó to. Mà. To quá. Đi lâu lắm, chơi đến lâu lắm. Quá to là được rồi. Cả thế giới luôn. Campaign là được rồi đúng không ạ? Ừ. Mấy cái campaign này nó cũng đi vòng quanh thế giới rồi. Ừ. Chỉ còn thiếu thấy mỗi cái bên Ai Cập với lại bên Trung Đông thôi chứ đâu còn gì nữa đâu. Thôi chuyển qua Warhammer thôi. Rome chơi thế được rồi nhỉ. Ừ. Ủa. Đốt thành à, Fire Dam 13%. Attila hay á. Attila hay nhưng mà thôi chơi vậy trước. Missiles ready. Forward. Đúng rồi. Ready. Oh. Phát động lòng đấy. Của ông còn có cả explosive round này. Đây mới là đạn nổ này. Đúng rồi. Ông kia là chỉ là flame round. Em à. Tấn công. Ủa. Cứ đánh thoải mái đi, mình có 10.000 quân rồi mà. Rồi lấy thịt đèn rồi. Phá cổng rồi đó. Balamon Fury. Cháy rồi, fire damage 33%. Lâu nhỉ. Advance at speed. Ready for battle. Riders forward. Elite cavalry. Where are you all to stand your ground? Ồ. Đạo ngựa mình chịu khó đánh. Shatter them forward. Missile armed riders. Quick march! Balhamon! Xuống kiếm cổng! Advance at speed! Orders! Bên trong tụi nó vẫn còn một đạo đám quân nữa kìa. Vẫn còn để bên trong chứ không có hết. Yes! Trời ơi, ném luôn. Phá cổng chưa? Đang. Cổng nó chắc lắm bộ. Bộ này không đánh đường nào ta? Hai cổng á. Rồi, sát thanh. Ok.
cổng này không có người luôn. Bùm, 72%. Để xem cái đạo ngựa bên đây nó làm ăn ra sao rồi. 100% damage đang tăng dần. Rất là nhiều binh sĩ để hy sinh khi cố phá cái cổng ở đây, nhưng mà tụi nó chỉ là lính đánh thuê. Có tin tốt, chúng ta đã capture được một cái gate. 50% rồi, chạy 50%. Dòng voi với lại kỵ binh vô. Công nhận thành bằng này chắc thật chứ. À, thành của Rome mà. Đạn mới chỉ có 92%. The enemy's gates have been destroyed. Rồi, hai đạo vô đây chiếm chỗ này. Sao cái tường này không có? Hi hi. An entire unit has perished. Ui dồi. Cháy rồi, cổng này cháy rồi. Kỵ binh tôi đang tiến vào. Our general is under attack. Mình sẽ lập công trước chứ đâu có để rồi cho ông Tuấn lập công. Cái đàn rồi. Ở đó chơi nha. Tôi vô tôi lập công trước. Báo tin về quốc hội. Citizen cavalry. Engage. The enemy's gates have been destroyed. Trời ơi, bên trong vẫn còn một đống lính. Rồi xong, phá được cổng bên này rồi. Anh vô. Riders on me. Awaiting orders. Like men awaiting orders. Ready to march. Ôi, bọn này thường xịn luôn không ạ? Trong còn có gạch, các bạn sao? Như cái trận đấu trước. À. Four elephants. Biết thắng trận thì sẽ như nào đây? Chắc là sẽ có một cái đoạn cutscene đó mà. Cutscene. Đây có ba đạo giao chiến ở đây. Kéo lên tiếp viện nè. Viện sắp tới. Không được hoãn. The battle is turning in our favor. Nó có một đám kỵ binh ở đây. Thì nó có mấy đạo thủ ở trong thành. À, tự thủ rồi. Tự tiến ra. Kỵ binh đấu kỵ binh không à? Binh chạy chậm cho nên bây giờ mới tới. Còn một đám phía sau nữa. Pikemen at your command.
you say! Oh. Trận chiến ở bên chiến dịch kết thúc rồi. Coi đánh ở đây mới ghê nè. Đó, thấy đánh ghê không? Voi vừa kèm. The enemy have taken a tower. Step forward! We understand! Libyan infantry! For the people of Carthage! Ôi trời ơi! We have captured the gates. Citizen cavalry. Quân đội Rome đang chống trả. Cái tuyệt vọng trong tuyệt vọng xác chết đầy đồng luôn rồi. One of our units has used all its ammunition. Một đầu thì voi vây, rồi ngựa vây, rồi kỵ binh kéo tới. Wow. One of our units has used all its ammunition. Không tham vào ai cũng được vé. No. This I học từ hồi phải. Rồi sao? Một con voi của mình bị ngã. We have captured a tower. Đàn quân vào. Right up there. For glory. For honor. Quân tôi đang tiến vào. Right forward. Đẹp đội hình đó. What are your orders? Terrible horse. Rồi còn có 11 con. Tổn thất nặng nề. Ê, quân ông không phải là con đánh đâu. Cái gì? Ông chắc phải cần chi viện ở ngoài. Chi viện đâu, chi viện. Đây. Bahamun gives us strength. Quân nó còn đông phết. Help us! Stop now! Đang đánh từ ba mặt đánh vô. Men flee the field of battle. This is a shameful display. Cứ mỗi một phút lại có 100 khoảng 100 người Roma ngã xuống. Chết cha, nó giết hết voi với ngựa bên đây. Our men flee the field of battle. This is a shameful display.
general has fallen. Tụi nó chống trả cũng khiếp á. Thì cũng phải có tướng bị chết chứ. Ờ, đã hy sinh một người rồi chứ. Đánh vào Rome mà phải chịu tổn thất thôi. Ê, tránh cái spoil tới này. Tránh ra. Tránh hết ra. Engage! Back to your positions. Entire unit has perished. Ôi ôi. As you wish. Our men flee the field of battle. This is a shame. Kẹt cứng rồi. Voi không đi nổi đúng không? Phải. Voi không đi nổi nhá. Ôi lại chuẩn bị thêm một đoàn xe hộ tống từ đằng sau tới, nhìn thấy không? Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Bọn này chống trả ra trò chứ. Rome mà phủ mà này. Ôi dồi ôi, thấy quân tôi tới không? Hết cả. One of our units has used all its ammunition. Rồi, tan tác cả rồi. Voi vào là tan xét hết. Chạy cả. À, không continue được. Bọn nó chạy như mịt. Còn một nhúm thôi mà. Thấy con tôi tới chạy như mịt. Ok, giết 2006. Tao. Chắc bây giờ ra màn hình chính lại là xong rồi đó. Yeah. A noble death. Một người chết rồi. Xem cái cảnh này nó ra làm sao. Ơi, chết cho ngậm đồng tiền tôi. An honorable death đúng không? Ờ. Chết cho ngậm đồng tiền để lấy đồng tiền đó để đi qua đò qua sông đó mà. Ừ. Ủa, sao chưa kết thúc? Xong hết ba cái. Ờ, hay là phải enter mới xong. Enter nè. Không thắng nữa là thôi. Anh rồi. Ta trò luôn. Oh. Yeah. Yeah. Good skin rồi nè. Wow. Đi kìa. Rách cờ rách chứ cái gì. Bị bắt kìa. Bắt lâm tù binh kìa. Mày hả? Voi kìa. Hannibal nè. Đâu? Thủy quân của mình. Yeah, về nhà đó, lúc đó là về nhà rồi đó. Đây là thủ đô rồi. Mừng Hannibal trở về rồi. Ủa, người đẹp nào đây? Úi dồi, sao tao không được xem đoạn người đẹp gì đấy? Tại sao, ai biết? Ông đang xem à? Có người đẹp nữa. Tôi không được xem. Xong, continue. Return to main menu, xong rồi. Yeah. Đó, chứ ông không được xem đoạn cut skin à? Tôi chỉ xem đến đoạn nó ở trong rừng thôi. Gì kỳ vậy? Ủa, không là cut skin của ông trong, khác ta? Trong gì? Rừng nó dơ hai cái dìu lên ấy. Ủa? Gì kỳ vậy? Cut skin ấy, khác nhau mà. Khác nhau hả? Tại vì ông hình như là cái faction khác mà, cho nên... Ok, như vậy thì cái chiến dịch Hannibal at the Gates sau một chuỗi ngày đã kết thúc tại đây. Căng thẳng, mệt mỏi.
À, mình muốn nói là cảm ơn tất cả các bạn đã cùng theo dõi từ đầu series đến giờ. Giới thiệu về series tăng tiếp mới rồi. Thì sau cái series này mình với Tuấn chắc là sẽ chơi tiếp cái chiến dịch cũng là của Rome nữa, nhưng mà ở trên đất Hy Lạp. Tên nó là Wrath of Spartan. Đúng vậy. Cơn thịnh nộ của những người con xứ Spartan. Thì chắc là mình sẽ bắt đầu quay trong vòng 1-2 ngày tới. Và một lần nữa, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn ở chiến dịch lần tới. Bye bye.